Xin chào anh em đã đến với kênh Đàm Đảo Đó đây. Mình là Huy Lâm. Và hôm nay sẽ lại là một video lịch sử kể về một scandal lớn nữa ở thời nhà Trần. Scandal lần trước thì các bạn có thể xem lại video về Trần Hưng Đạo nhé. Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân. Và nhân vật hôm nay cũng là một minh chứng cho việc bị mỹ nhân làm cho mờ mắt và suýt nữa thì tự bấm nút đăng xuất khỏi dòng chảy lịch sử của Việt Nam. Đó là vị tướng tài ba Trần Khánh Dư. Người ta nói lắm tài thì nhiều tật. Trần Khánh Dư từ chỗ một vương tử quyền thế, giữ chức phiêu kỵ tướng quân để rồi phạm trọng tội và phải sống những ngày tháng thân bại danh liệt. Vụ án của ông được xử bên Hồ Dâm Đàm, ngày nay là Hồ Tây và đến nay vẫn còn được lưu truyền. Tóm tắt vụ án này thì Trần Khánh Dư trong thời gian làm việc trong triều đã đem lòng dòm ngó Thuyên Thụy công chúa. Bà này có một gia thế cực khủng khi có cha là vua Trần Thánh Tông, là vợ của Trần Quốc Nghiễn, mà Quốc Nghiễn lại là con trai của Trần Hưng Đạo. Thiên Thụy công chúa là con dâu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trần Khánh Dư và Thiên Thụy công chúa đã thông dâm với nhau và sự việc này đã bị bại lộ. Trần Khánh Dư bị bắt, theo đúng luật thời bấy giờ là phải xử tội chết và bị tịch thu toàn bộ tài sản. Nhưng vì Trần Khánh Dư là người trong hoàng tộc, lại còn được vua Trần Thánh Tông quý mến về tài đức, nên đích thân vua Trần đã cầm búa tuyên án phiên tòa này. Ngoan thì sẽ bị thương, mà hư thì sẽ được phạt. Trần Khánh Dư được phạt tới 100 trượng, nhưng theo quy định của thời đó, đánh đến 100 trượng mà không chết thì được coi như được trời tha, thắng được thiên mệnh. Vua Trần là thiên tử, tức là con trời, mà con trời đã tha thì làm sao mà Trần Khánh Dư chết được. Tuy phạt Trần Khánh Dư bằng trượng, nhưng vua Trần sai lính đánh đầu gậy xuống đất, mặc dù vẫn chịu rất nhiều đau đớn nhưng vẫn có thể giữ lại mạng sống cho Trần Khánh Dư. Được tha tội chết, nhưng Trần Khánh Dư phải chịu lột áo quan, bị tịch thu hết tài sản, phải về quê Chí Linh, Hải Dương làm nghề bán than kiếm sống. Không lâu sau đó, quân Nguyên Mông lần hai xâm lược nước ta, nhà Trần đã tổ chức hội nghị bình than. Lúc này, vua Trần là Trần Nhân Tông bắt gặp một người đội nón lá, chở than trên một chiếc thuyền lớn nên đã cho quân đuổi theo. Sau đó ban lại áo quan cho ông và cuối cùng ông được tham gia hội nghị. Trần Khánh Dư đưa ra nhiều ý kiến hợp ý vua và cũng lập được nhiều chiến công trong lần xâm lược thứ hai này. Đến lần thứ ba xâm lược của quân Nguyên Mông, ông được Trần Hưng Đạo tin tưởng giao hết công việc biên thùy. Tuy nhiên, không may ông lại để thất thủ và bị Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, người đã cứu mạng ông lúc trước, sai về kinh để chịu tội. Trần Khánh Dư xin khất lại 3 ngày để lập mưu lấy công chuộc tội và ông đã lập nên chiến công đốt thuyền lương của giặc, làm cho quân địch thiếu lương thực, nguyên nhân dẫn đến thất bại của quân Nguyên Mông. Về sau, ông dùng quyền lực trong việc buôn bán và điển hình là việc ép người dân mua nón ma lôi thay vì sử dụng nón của người Tàu, một loại nón do ông đặt hàng và bán với giá cao, hoặc đổi nón lấy vải vóc. Số vải thu được lên đến hàng nghìn tấm. Nhận định về ông trong việc sử giai thoại, Nguyễn Khắc Thuần đã viết: biết được tài của Trần Khánh Dư là vua Trần, mà biết được tật Khánh Dư cũng chỉ có vua Trần. Tài thì dùng mà tật thì trị. Tiếc thay Khánh Dư chẳng bỏ được lỗi lầm. Hóa ra, khai sinh danh tướng Trần Khánh Dư là vua Trần, còn khai tử uy danh của Trần Khánh Dư lại chính là Trần Khánh Dư.